1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tình yêu có từ nơi đâu? Đêm đêm một cuộc sống cần 5, 6, 7. Lần 1, 2. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Euro. Và thưa quý vị, thì ngày hôm nay tiếp tục em là việc công ty Tamashi sẽ giảm giá anh em 5 chiếc vang FX17 Plus. Đây là dòng vang bán cực kỳ nhiều. Đấy, rất nhiều các bác vẫn yêu cầu em bảo làm việc công ty để giảm giá đi. Thì ngày hôm nay em làm việc với công ty Tamashi. Đây là một dòng vang thương hiệu đến từ Nhật Bản nhá. FX17 Plus. Con này thì đầy đủ cổng quang Bluetooth và có điều khiển từ xa. Một dòng vang rất là hay luôn và rất dễ chỉnh. Con này rất dễ chỉnh luôn. Đây có điều khiển xa, nó có tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô này, các hiệu ứng này, rất là hay. Và đây là hàng chính hãng, nguyên hộp xốp luôn, bảo hành cả 1 năm. Rất là đẹp nhá. Thì đối với dòng vang này thì từ người già, người trẻ ai thì chỉnh được. Đấy, nó không như vang số thì 95% của bác nào không biết chỉnh vang số đúng không? Nhưng riêng vang này ai thì chỉnh được. Thì đầu tiên bác vào ủng hộ cho một like nhá. Một bác bỏ ra vào đây nhấn like và đăng ký kênh cho em nhá. Bác nào chưa like ủng hộ cho một like. Đây đằng sau của chiếc vang đây. Đây cho anh em mình xem đây. Đây là hàng chính hãng nhá. Và bộ hàng chính hãng thương hiệu Nhật Bản nhá. Đấy. Bảo hành các bác 1 năm luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, rất thoải mái, mua hàng bên em đã biết rồi đấy. Không phải cọc cạch cái gì cả, cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi. Đây đằng sau chiếc vang đây. Đằng sau chiếc vang đây, nó sẽ có hai đường mic Kalong và 6 ly nhá. Rất tiện ích cho anh em luôn. Có đây con này cổng quang Bluetooth đây. Đấy, cổng quang Bluetooth này, hai đường nhạc vào này. Left và right là hai đường nhạc ra. Đường center và đường sub. Ok. Và đằng trước con vang đây thì rất dễ chỉnh luôn. Con này phải nói rất dễ chỉnh và tiếng rất hay, tí sẽ test bác nghe lại chất âm. Đầu tiên tôi nhỏ của nhạc, của mic, của echo vang nhại. Và các muốn chỉnh ở đây này, chỉnh bass chung và jack của nhạc này. Bass chung và jack của mic và phần echo, con này sử dụng echo kép đã kết hợp của dị vật trong này luôn. Bật ra trong hú. Và lưu ý cho em nhá, rất nhiều bác là bảo sao con này có Bluetooth không bắt được nhá. Các muốn bắt Bluetooth vào trường cổng cho em này. Đây chưa có in chữ input này. Ấn này. Đây là AUX2 này. Và tự ấn tiếp này. Đây, khi nào bác nhìn để chữ BE này, nó nháy nháy đây này. Là chữ Bluetooth nhá. Bác ấn này, ấn tiếp này. OBT có nghĩa là bác dùng cổng quang. Đấy. Còn thường sẽ để AUX1, AUX2. Ok chưa? Rất là đẹp, con nhìn này rất là đẹp luôn. Còn vàng nó cực kỳ đẹp. Đấy, hàng chính hãng luôn. Rồi, em sẽ alo tiếng mic và sẽ báo giá các bác một mức giá rất là sốc nha. Đấy, bác nghe tiếng mic nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Em ơi chúng mình, chúng mình cách biệt rồi sao? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Mùa xuân vừa đi, hoa bình trên những bàn tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Con thấy hay ủng hộ cho một like nha, con thấy hay ủng hộ cho một like và đăng ký kênh cho em. Tí sẽ test bác nghe đoạn karaoke một con vang chính hãng thương hiệu Nhật Bản. Và ngày hôm nay em sẽ giảm giá bác 5 chiếc thôi. Làm việc công ty giảm giá 5 chiếc thôi. Giá hiện nay công ty đang bán con này là 1.900.000. Còn bác là chốt nhắn tin cho em chốt vang 17 Plus, hiệu chốt vang 17 Plus giá 1.300.000 thôi. Chỉ 1.300.000 anh em sở hữu một vang chính hãng này, em thực sự bác là quá tuyệt vời. Có điều khiển từ xa 1.300.000. Bác nào chốt hãy nhắn tin qua số thoại đây, gần ghi ở chốt vang 17 Plus, nhắn tin theo cú pháp chốt vang 17 Plus. Đây model là 17 Plus, chốt vang 17 Plus giá 1.300.000 nhá. Cơ hội không có nhiều. Đấy, giảm giá có mấy chiếc thôi. Chốt vang 17 Plus nhắn tin ngay cho em. 1.300.000 một chiếc vang, em báo ship bác. Có thấy đẹp hay thì ủng hộ cho bác like nhá. Đấy, chốt vang 17 Plus nhắn tin qua số thoại chốt vang 17 Plus 1.300.000 em bao ship. Có được nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Rồi bây giờ sẽ tiếp bác nghe cái chất âm của con vang này. Có bác nào chốt hãy nhanh tay nhá, nhắn tin ngay qua số thoại cho em chốt vang 17 Plus cho em 1.300.000 nhá. Quá rẻ luôn. Rồi, nghe vào chất âm nha, cả tiếng nhạc, tiếng mic nó rất là ngọt luôn. 1, 2, 6, 7, 1, 2. Đấy, nghe là chốt nhắn tin cho em nhá, chốt vang 17 Plus nhắn tin cho em 1.300.000 thôi. Con chúng xin đồng lo, có áo xin trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông, gần trường học hai đứa, sớm chiều lặng đi về tôi đón mưa. Nhà hàng qua đò ngang, có bên sông ngập lăng, có cây đa giờ chờ.
Một ngày kia là tôi đang sống đời yên vui, dặm tràn qua sông khói lửa buồn thương. Rồi tôi bao quân tôi gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia môi, ôi nhớ người mình thương. Từ ngày xa dòng sông, đầu năm chiều về phép, như vui em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm, mong có làn da đó, áo chật sờn vai lòng vui chưa chan. Đào buồn đi qua sông, áo vắng sen tàn buông, mới hay tin người yêu đã theo chồng. Đồng số 77. Ok, bắt đầu chốt nhắn cho em, chốt 37 plus giá 1.300.000 đồng bạn xin. Mời chào anh nhá.